ngày 12 tháng 2 năm 2022 nhằm ngày 12 tháng Giêng năm nhâm dần tại tổ đình Tự Nghiêm, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức buổi họp bàn triển khai tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Á Đạo và Chư Ni trưởng Tiền Bối Hữu Công buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của ni trưởng thích nữ tịnh nguyện, ủy viên thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng phân ban ni giới trung ương, ni trưởng thích nữ Như Xuân, phó phân ban ni giới trung ương, phó thường trực phân ban ni giới giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ni trưởng thích nữ Tử Nhẫn, ni trưởng thích nữ Như Huệ, đồng phó phân ban ni giới trung ương, phó phân ban ni giới Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư tôn đức ni đồng tham dự. Mở đầu buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân đã tuyên bố khai mạc và ý nghĩa tầm quan trọng của đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Bên cạnh đó, Ni trưởng cũng đã nêu lên ý kiến về thời gian tổ chức đại lễ. Được biết, đại lễ năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 9 âm lịch năm nhâm dần tại địa điểm Chùa Thanh Tâm, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ban thư ký đã trình bày sơ lược kế hoạch tổ chức đại lễ tưởng niệm với các hoạt động cụ thể như lễ tưởng niệm tôn vinh trừ tiền Bối ni hữu công Phật giáo Việt Nam, hội trợ ẩm thực chay, hội trợ văn hóa phẩm Phật giáo, hội thi cắm hoa nghệ thuật, triển lãm thư pháp, tổ chức thóc sâu. Chư tôn đức ni đã tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận nhằm đưa ra những kế hoạch tổ chức cho đại lễ sắp đến được trang nghiêm thanh tịnh đúc kết buổi họp ni trưởng thích nữ tịnh nguyện đã thống nhất các ý kiến dự thảo mà từng tiểu ban nêu ra đồng thời ni trưởng cũng khuyên tấn chư ni cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức tin tưởng giao phó nhằm kính dân tấm lòng thành để tưởng nhớ tri ân đến công đức và đạo hạnh của đức thánh tổ ni người đã có công thành lập ni đoàn tôn vinh những tấm gương cao quý của chư ni tiền bối hữu công phật giáo việt nam